Con về với ông nuôi con nghe con. Ông cho nuôi đàng hoàng nghe con. Tội nghiệp lắm, sư phụ thương con lắm. Nhưng mà giờ con về đằng cho ông chứ. Ông lo cho con nghe không? Biết không? À. Ủa chú ơi, Quynh xin lỗi, còn cái áo đẹp lắm chú nó. Tôi giặt tôi hơi chỗ cái cửa đi xuống đó. Chú lấy tôi đưa để chi? Áo màu đỏ đó. Cái cửa từ nhà biển xuống á. Dạ không? Nghe con, ông đem con về ông nuôi con nghe con. À, sư phụ thương con lắm nghe không? Ở sư phụ hơn một năm rồi nghe không con? Nghe không? À, con thấy không? Sư phụ không có ghét con nghe. Nhưng mà giờ sư phụ cho ông nuôi con nghe. Ông cưng con lắm. Ông mới vừa có một con chết. Ông buồn, ông đem con về ông cưng con nghe con. Nghe không? Đây là sư phụ muốn cho con sung sướng nghe. Tội nghiệp ông nè, ông nuôi ông thương lắm á con ơi. ông thương con lắm. Mừng cái người thương nó vậy tôi mừng quá. Nó giờ còn thân phận con kia nữa. Ừ thôi thôi con. Hết kiếp sau làm người nghe con nghe không? Đây là sư phụ giờ ông về ông nuôi con, ông lo cho con chứ không phải sư phụ bỏ con. Cũng bự gấp đôi đó, mập lắm. Nó cũng con chi con chi qua qua vậy hả? À, con kia nó mập tròn quay rồi, nó màu nâu với màu trắng. Nhưng ông nhớ nghe, nó ăn mì là dễ nhất của nó. Mì với cơm với tương, trời ơi hang tương. Hang hang xe xe hang. Vậy ông lo cho con được sống thêm vài năm nữa nghe. Mình còn đây không biết sống ngày nào chết ngày nào đây còn hơn gì. Okay. Dạ con chờ lấy cái áo nó cái còn cái áo đẹp lắm, áo màu đỏ. Nó nhiều trong này, nó nhiều áo lắm, nó mấy cô cưng nó. Chắc này nhỏ con gái lấy về, nhỏ con gái phải mấy nhỏ nhỏ vậy. Hả? Trời, ngay chỗ cái cửa đi xuống. Còn con nữa. Tao lấy cha. Thôi. Thôi. Đây nè. Rồi đây nữa. Cho nó mừng quá. Ông kia ông cưng lắm chú Trung. Ở chú Cung. Ông nuôi ông chích thuốc rồi cho nó giùm nó khỏe trở lại. Mình đâu có biết cái đâu. Sao nó sống thêm vài năm nữa. Đây mới giặt. Rồi dạ rồi rồi hen, chia tay con kiếp này nghe không? Rồi rồi thôi chú đi thôi. Dạ cảm ơn. Hãy nếu có đi, có khi nào chở đi ngang đây ghé chơi không? Có thôi không sao. Rồi giờ con này chờ ông chừng nào? Nhưng mà con này có chờ quý vị không? Không thì hồi tôi bị ông đang chở đại vô thú y. Nếu mà không ai. Dạ. 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 Dạ thôi thì hồi ông đang không chở đi cũng được. Dạ nhận liền thì con. Dạ. Dạ nó dễ thương mà nó. Dạ rồi thôi chú đi. Dạ rồi dạ. Đúng là gọi là tình em duyên chị ha. Ông mới vừa mất con chết cho ông buồn ông bệnh luôn á. Ông cưng nó vậy thôi. Vậy đi chứ vậy cho ông chích thuốc ông bồi bộ nó chú thấy không. Nó còn cái thân phận của con thấy chưa. Thấy nghiệp con chưa. Không không ai bắt thấy không. Hử? Sao? Nó ngồi đó chờ đó. Coi nó vậy đó. Vậy đó làm sao mà. Rồi thôi vậy thì nếu không ấy thì nó coi vậy đó. Hỏi chú bởi vậy. Tại sao thà đi sớm tôi không có buồn. Chứ mà cứ kéo dài ngày thấy vậy chị không nổi. Nó coi đó.
Không mà chú trả thì trả anh đi. Con không nuôi được. Sao? Mừng cái con nó thì cái nó bây giờ nó bệnh mình cũng đâu có lo được. Ông này ông từng nuôi chó. Chứ con CC nó bệnh tôi không biết nó bệnh gì nữa không. Thì cứ thôi vậy đi. Thà đau là không nuôi nữa. Giờ bây giờ tới thân phận của con nghe không. Thôi giờ chú ông đang chạy con vô trong kia nghe. Chứ giờ không ai chịu nuôi con được hết trơn á. Tại con bự quá, ở nhà chung cư người ta đâu có nuôi con được, biết không? Biết không? Ghét. Mà phải ghét quá. Thôi. Thôi, đó, 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 đó. Ôm tụi chú dơ hầy hết trơn. Rồi, thôi vô.